Cuộc sống có ý nghĩa bắt đầu từ những điều nhỏ bé quanh ta. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta cảm nhận ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, hít thở bầu không khí trong lành. Những khoảnh khắc ấy mang lại niềm vui và năng lượng tích cực. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Lời nói yêu thương, cái ôm ấm áp, nụ cười chia sẻ giúp gắn kết tình cảm, xóa tan mọi muộn phiền. Bên cạnh đó, chăm sóc bản thân, duy trì thói quen lành mạnh như tập thể dục, đọc sách hay thực hành thiền định cũng góp phần làm cho tâm trạng tốt hơn. Khi chúng ta biết trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc, cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hãy sống với lòng biết ơn, yêu thương và sẻ chia, bởi đó chính là chìa khóa mở ra một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.